Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Theo báo cáo tại cuộc họp, 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận 63 ca mắc mới COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào trong cộng đồng. Trong đó, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê là nơi phát hiện nhiều ca mắc nhất với 39 trường hợp. Theo đánh giá, số ca cộng đồng trên địa bàn thành phố hiện nay có xu hướng giảm nhanh và liên tục. Nếu so với cao điểm dịch cách đây 2 tuần, thì số ca cộng đồng đã giảm hơn 56%. Trong hôm nay, thành phố đã tiến hành lấy hơn 26.000 mẫu xét nghiệm, test nhanh hơn 2.000 người vào thành phố. Công tác kiểm soát phòng chống dịch tại các quận huyện tiếp tục được tăng cường và có chuyển biến tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận huyện địa phương cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đề nghị các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp công tác, đồng thời bảo đảm tốt an sinh xã hội trên địa bàn. Nội dung chi tiết về cuộc họp chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.